Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Joseph từ bao tử móc ra, tại vì những cái đất nước mà Joseph chiếm toàn là những cái đất nước mà họ đã có vua, có chính quyền, có dân, có thành, có ấp hết rồi, chứ không phải đất hoang địa ở ngoài trên núi. Nhưng mà Joseph dưới tài lãnh đạo của ông và dưới sự sức dầu của Đức Giê-hô-va, ông đã đánh dẹp 31 vua như thế. Nghe đến tên Joseph một cái là tay chân run lẩy bẩy, không còn sức để cầm vũ khí nữa. Đó có phải là tài của Joseph không anh chị em? Không. Đó là sự sức dầu, đó là ơn của Đức Chúa Trời, để biến một con người bình thường trở thành một con người phi thường. David thì sao anh chị em? Tôi một người bình thường, và nói cũng không quá là ông cũng chặn bò như mọi người, phải không? Chặn bò thôi, ngồi lấy cái đàn lia rồi hát khẩy khẩy tưng tưng ngồi bãi cỏ vậy thôi. Nhưng mà ngay khi được Samuel sức dầu làm vua thì người ông bắt đầu khác. Kinh Thánh chép là từ ngày đó David được thần của Đức Giê-hô-va cảm động. Rồi từ một con người tầm thường ấy, David trở thành một vị tướng của triều đình Saul, đánh đầu thắng đó. Vua Saul đã tài rồi, nhưng mà David tài hơn. Vua Saul giết 1,000, David giết 10,000. Rồi từ một công vị tướng đó, David bỏ chạy bởi vì dưới sự ganh tị của Saul, và cuối cùng David lãnh đạo 400 người ở trong hang đá Adulam. Và những người mà David lãnh đạo là toàn người mắc nợ, người có tinh thần sầu thảm, có cuộc đời tan vỡ, tất cả đều vậy không. Nhưng mà từ 400 người mắc nợ nần đau đớn này, David đã trở thành một vị vua hùng mạnh nhất Israel từ cổ chi kim. Đó có phải tài của David không anh chị em? Bởi sự sức dầu, bởi sự sức dầu. Cho nên ở trong Chúa đó, tôi nói với anh chị em rằng làm gì thì làm, nhưng nếu anh chị em ao ước một đời sống khỏe mạnh, thịnh vượng, thành công, kết quả trong Chúa, thì cái điều đầu tiên anh chị em ước ao phải là sự sức dầu. Đừng bao giờ nói với Chúa rằng Chúa ơi cho con thật nhiều tiền để con cứu cả thế giới này, nhầm đấy. Đừng bao giờ nói với Chúa rằng Chúa ơi cho con đầy dẫy sức khỏe để con cứu cả thế giới này. Cần mà chưa phải là tốt nhất. Lời cầu nguyện tốt nhất: Chúa hãy sức dầu con để con cứu cả thế giới này. Sự sức dầu của Chúa là cần nhất. Sự sức dầu của Chúa khi đã đến trên anh chị em thì những gì chết chóc trên đời sống anh chị em trở thành sống động hết. Một doanh nghiệp phá sản nhưng mà sự sức dầu đến, nó sẽ trở nên thịnh vượng. Một gia đình đổ vỡ nhưng mà khi sự sức dầu đến, nó sẽ trở nên tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Một chức vụ trầy trật không phát triển nhưng mà khi sự sức dầu đến, nó sẽ thu hút cả thế giới này. Anh chị em ạ, cho nên điều chúng ta cần phải là sự sức dầu. Tôi cũng cần sự sức dầu, ông bà anh chị em cũng cần sự sức dầu. Tất cả chúng ta dù đang làm gì, nếu chúng ta ước ao được kết quả trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì tôi nhắc lại với anh chị em là hãy ước ao sự sức dầu. Hãy ước ao các sự ban cho thiên liêng. Hãy ước ao để mình vận hành trong năng quyền của sự sức dầu bởi Đức Thánh Linh, mà trong tân ước được ban cho tất cả mọi người. Anh chị em biết không, trong cựu ước á, những người được sức dầu là những người được Chúa lựa chọn. Hiếm lắm, chỉ có thầy tế lễ nè, tiên tri nè, vua nè mới được sức dầu.
Nhưng mà ngày hôm nay cảm ơn Chúa Giêsu đấy anh chị em. Bởi vì nhờ Ngài mà tất cả tôi trai tớ gái, người trẻ người già gì hả, tiếp nhận Chúa Giêsu là được sức giàu hết. Anh em thấy điều đó có đáng mừng không chị? Và cái từ Cơ Đốc nhân đó, hay bên tiếng Anh nó gọi là Christian đó, nó có nghĩa là người được sức giàu nhỏ. Chúa là đấng sức giàu lớn, còn mình là người được sức giàu nhỏ. Cơ đốc nhân chính là người được sức giàu nhỏ. Bởi vậy cho nên chúng ta có cơ hội để khao khát, để cầu hỏi sự sức giàu. Chúng ta có đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái quyền hạn để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần sự sức giàu, và con biết rằng ở trong Ngài con có thể được. Cho nên anh chị em ạ, ngày hôm nay nếu anh chị em bệnh tật, anh chị em muốn chữa lành pháo, anh chị em cần sự sức giàu chữa lành. Anh em muốn được giải cứu khỏi ma quỷ, đúng không? Anh chị em cần sự sức giàu giải cứu. Anh chị em muốn được thịnh vượng tài chánh, đúng không? Anh chị em cần sự sức giàu thịnh vượng. Muốn có một chức vụ thành công, đúng không? Làm mục sư, làm truyền giáo, làm giáo sư, làm tiên tri, làm thầy truyền giảng, đúng không? Anh em cần sự sức giàu tương ứng. Tất cả bởi sự sức giàu. Bởi vậy cho nên câu kinh thánh mà tôi đọc là: này là sự tin chắc của chúng tôi, nhờ đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng nghĩ việc gì như chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ nghĩa, bèn là giao ước về thánh. Vì chữ làm cho chết, mà thánh linh làm cho sống. Tạm chị em, rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rất quan trọng, là mỗi một chúng ta phải ngày đêm nói với Chúa: Chúa ơi, con khao khát được sức giàu. Chúa ơi, điều con cần là hãy sức giàu cho con. Chúa ơi, khi con bước ra công việc của con, lạy Chúa, hãy sức giàu cho con. Chúa ơi, khi con rao giảng lời Ngài, lạy Chúa, hãy sức giàu cho con. Chúa ơi, khi con cầu nguyện cho người khác, hãy sức giàu cho con. Anh chị em à, bất kể làm việc gì cũng phải được sức giàu. Nếu anh chị em không được sức giàu thì anh chị em đang phục vụ chữ nghĩa. Chữ nghĩa nghĩa là anh em không đem sự sống cho người ta, anh em không đem sự cái gì tốt đẹp hết á. Chữ nghĩa làm cho chết. Cho nên ngày hôm nay cái điều mà chúng ta thiếu không phải chúng ta thiếu tiền, không phải chúng ta thiếu những nhà thờ đẹp, không phải chúng ta thiếu những phương tiện, không phải chúng ta thiếu những cái con người, mà thực sự ngày hôm nay cái mà chúng ta thiếu là chúng ta thiếu sự sức giàu. Cái đó là tôi thấy thiếu. Tại sao chúng ta thiếu? Có phải Đức Chúa Trời đã thôi ban cho rồi không? Không. Hay là Đức Chúa Trời đã ngừng làm mọi điều không? Không. Chúng ta thiếu là bởi vì chúng ta không biết và không khao khát điều đó. Chúng ta thiếu bởi vì chúng ta không chịu quỳ gối cầu xin. Chúng ta thiếu đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đủ rồi, có tiền nhiều đủ rồi, có nhà thờ đẹp đủ rồi, có hàng trăm người đến nhóm là đủ rồi. Chúng ta thiếu bởi vì chúng ta tự thỏa mãn với những điều mình đang có, mà không biết rằng Đức Chúa Trời còn chuẩn bị cho chúng ta những điều lớn hơn bởi sự sức giàu. Cho nên tôi nhắc lại đầu tiên anh chị em ạ, nếu có một điều ước ao, hãy ước ao sự sức giàu. Tôi khích lệ tất cả anh chị em mình hãy ước ao điều đó. Khi sự sức giàu đã đến trên đời sống anh thì anh chị em không còn thiếu cái gì cả, không thiếu một cái gì. Thật sự là như thế.
không thiếu một điều gì. Muốn sức khỏe có sức khỏe, muốn năng quyền có năng quyền, muốn nghề nghiệp có nghề nghiệp, muốn thịnh vượng có thịnh vượng, muốn hội thánh có hội thánh. Tất cả đều bởi sự sức giàu. Để minh họa cho điều này thì tôi sẽ lấy tiêu đề của bài giảng ngày hôm nay là: làm thế nào để gia tăng sự sức giàu trong đời sống của mình? Đúng không? Làm thế nào để gia tăng? Tất cả anh em mình khi tiếp nhận Chúa và được tái sinh, anh chị em đều có một lượng sức giàu, đều có. Chúa ban ơn cho anh chị em. Chúa đã định vị anh chị em ở thân thể của Đấng Christ rồi. Cái điều quan trọng bây giờ là gì? Gia tăng nó lại, làm cho nó lớn lên, phát triển lại. Rõ ràng anh chị em cứ suy nghĩ xem, bây giờ mình khác cái ngày mình mới tin Chúa, có phải không ạ? Khác không anh chị em? Cái ai thấy mà mình giống y như ngày mới tin Chúa không? Hơi căng hả nha, không ạ? Chúng ta rõ ràng khác cái ngày mới tin Chúa ở hai phương diện. Cũng có thể rằng là chúng ta tăng trưởng hơn, yêu Chúa nhiều hơn, đầy dẫy quyền năng hơn. Nhưng mà cũng có thể một phương diện khác, bây giờ chúng ta yêu Chúa ít hơn. Chúng ta lười nhác hơn, chúng ta cảm thấy nó nguội lạnh hơn. Có phải không ạ? Có chứ. Rõ ràng bây giờ chúng ta khác ngày chúng ta mới tin. Có thể là chúng ta nóng hơn hoặc nguội hơn, nhưng mà rõ ràng chúng ta khác. Hoặc lớn, hoặc chúng ta lùn lại. Trong thế giới thuộc linh nó hay đấy. Thế giới thường thì chỉ có lớn lên hoặc đứng yên, nhưng thế giới thuộc linh nó lùn trở lại. Không ạ? Lùn lại. Mình cao mấy năm này mà không chịu tăng trưởng, bắt đầu lùn xuống còn có 8 tấc à. Nó lại vậy đó. Mà nếu mà chúng ta chịu khó tăng trưởng lên 2 mét, thế giới thuộc linh nó khác. Thế giới thường thì mình sinh ra 1,5 mét thì mãi 1,5 mét. Nếu mà chịu khó tập tành rồi nó lên 1,6 mét có thể, nhưng nó không lùn đi. Nhưng mà thế giới thuộc linh nó lùn đi anh chị em ạ. Hãy coi chừng không? Coi chừng mình lùn đi. Hơi căng, phải không ạ? Lùn đi. Cho nên ở đây đó, ngày hôm nay tôi không nói việc là làm thế nào để giảm sự sức giàu, mà tôi nói là làm thế nào để gia tăng. Anh em có thấy hứng thú điều này không ạ? Amen. Và tôi cũng hứng thú điều này. Khi tôi nói, tôi cũng chính nói cho chính mình. Tôi nói cho chính mình, Chúa còn cần gia tăng sự sức giàu. Nói cho chính mình. Vậy thì anh chị em hãy mở cùng tôi trong Các Vua 2 chương 2 câu 9 nha. Các Vua 2 chương 2, và tôi đọc từ câu 9 câu. Chúng ta cùng nhau theo dõi cái đoạn kinh thánh này. Dạ. Dạ, tôi sẽ đọc anh chị em nghe. Đây là câu chuyện của Eli và Elise. Câu chuyện Eli và Elise. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng: nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng: ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Đây là câu chuyện mà cuối cùng của Eli với Elise trước khi Eli được đưa về trời. Elise đã có tất cả mọi sự. Anh em nhớ câu chuyện ở trong Các Vua chương 19 không ạ? Các Vua nhất. Khi Eli quăng áo choàng lên trên Elise thì ông nói sao ạ? Chúc tôi về từ từ giả cha mẹ rồi tôi theo ông, không ạ? Mặc dù Eli không nói một lời nào, nhưng Elise biết cái hành đó là Elise được kêu gọi. Elise được Chúa kêu gọi. Và khi được Chúa kêu gọi thì ông không còn bán thịt và huyết nữa. Mặc dù thật sự ông đang cày 12 đôi bò, ông đang làm công việc đồng áng, ông làm rất chăm chỉ. Ông không phải ăn ở không, không phải ngồi nhịp đùi uống trà hay là uống cà phê ở đâu đó hưởng ngọn từ sáng đến chiều. Không, ông đang làm việc rất hăng say. Thấy ông trên đồng áng 12 đôi bò, và khi Chúa kêu gọi
ông lập tức sao ạ? Bỏ đi theo. Hành động của Elise rất dữ. Và sau 3 năm ông phục vụ Eli, ông chăm sóc Eli như một người thầy của mình, rất tận tâm. Eli đi đâu, Elise theo đó, y xì như là Giô-sê với Môi-se vậy đó. Và trong cái khoảng thời gian mà trước khi cái câu kinh thánh mà tôi đọc cho anh em vừa nghe đó, thì không bao giờ thấy nói là Eli nói gì về Elise, không thấy nói gì cả. Eli cứ âm thầm làm công việc của mình, còn Elise cứ lẻo đẻo. Ông rất trung tín với thầy của mình, thầy đi đâu ông đi đâu. Và đến cuối cùng chuẩn bị Eli chấm dứt chức vụ của mình, thì Eli mới hỏi Elise muốn gì. Hỏi câu rất là gọn gàng, không dông dài. Tôi rất thích cái tính của tiên tri Eli, rất gọn gàng, không dông dài. Giống như ông hỏi dân Israel là các ngươi đi dạo bao giờ, hoặc là đi dạo đến bao giờ. Nếu ba anh là thần theo nó, nếu Jehovah là thần theo Chúa. Rất gọn gàng, chẳng nói qua nói lại, biện luận lý luận gì cả. Đấy, cho nên ở đây Eli cũng nói rất rõ muốn gì. Và nếu như mà người mà không hiểu biết á, thì sẽ nói: Eli ơi, tôi theo 10 năm, cho tôi vài chục ký vàng, rồi tôi về tôi gây dựng cơ đồ cái. Ông muốn gì chẳng được, ông nói tiếng là người ta dâng cho ông liền, cho tôi cái. Các bạn nghe, nhưng Elise có thể hỏi gì mà, bởi vì Eli nó muốn gì được đấy mà. Eli có thể hỏi, Eli có thể nói: ông ơi, ông xin giùm tôi một mảnh đất rộng ở Jerusalem, tôi cất cái biệt thự đó. Ông về trời rồi thôi, tôi cũng chấm dứt chức vụ luôn. Thầy đi rồi thôi, trò chấm dứt luôn chứ còn khó quá, hoạt động làm gì nữa không chứ. Thôi cho tôi cái biệt thự ở Jerusalem, tôi sống cho nó khỏe cuối đời. Có thể lắm chứ. Nhiều thứ để xin lắm. Bởi vì nói thật là tiên tri Eli rất có uy tín, rất có uy tín. Muốn gì được này. Mà ngoài cái uy tín, Eli còn có quyền năng nữa, đúng không? Eli xin cái gì là Chúa chẳng cho. Cảm ơn chứ. Thậm chí ông xin lửa từ trời còn được, mà xin ba cái thứ khác này, xin gì chẳng được. Cho nên ở đây thực sự là Eli đang đứng trước một cơ hội là ngàn năm có một. Nhưng mà anh em thấy xin cái gì ạ? Xin sự sức dầu. Sức dầu mà ông còn bảo là sức dầu gấp đôi. Hơi tham đúng không? Nhưng mà tôi xin thông báo cho anh chị em, tham cái gì không được, nhưng mà tham sự sức dầu cho phép. Cho phép anh chị em tham đi. Ôi đổ trên con sự sức 10 lần Elise luôn, Eli luôn cũng được. Phải không ạ? Tham đi, hãy tham sự sức dầu, tham muốn sự sức dầu. Và tại sao Elise lại xin sự sức dầu? Đó là vấn đề. Có thể sau bao nhiêu năm Elise đi theo Eli, và Elise nghiệm ra một điều rằng cái bí quyết sức mạnh của Eli, cái bí quyết thành công trong chức vụ của Eli, cái bí quyết của những cái lời cầu nguyện đầy quyền năng của Eli không phải là nhiều tiền, nhiều bạc, nổi tiếng, hay là được người ta đi theo, không phải. Mà ông biết cái bí quyết nằm ở sự sức dầu. Elise biết điều đó. Elise khác với tất cả các tiên tri khác ở chỗ là Elise biết được chìa khóa của thầy mình. Elise biết được cái bí mật sức mạnh và quyền năng của thầy mình ở đâu. Đó là thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Eli. Thầy ơi, cho con được gặp đôi. Và Eli cũng rất thẳng thắn trả lời luôn: người xin điều khó quá. Khó. Khó. Người xin vài tấn vàng thì nó dễ, chứ xin cái sự sức dầu này hơi khó. Phải không ạ? Khó nhưng mà không phải là không. Không được. Khó nhưng mà có thể. Cho nên anh chị em ạ, xin sự sức dầu là xin điều khó, chứ không phải dễ. Nếu tôi đứng đây tôi nói dễ
thì tôi là nói sai kinh thánh rồi. Xin sự sức giàu là một điều xin khó nhất, nhưng mà có thể, nhưng mà có thể với điều kiện là gì ạ? Phải phải thấy. Chốc nữa tao sẽ nói rõ hơn cái sự thấy đó. Bây giờ Elise bắt đầu một quá trình để đạt được sự sức giàu gấp đôi. Kể từ ngày nói với Eli cái câu xin thần ngài cảm động tôi được bội phần, và trong câu Eli trả lời cho Elise biết rồi, thì bắt đầu quá trình để đạt sự sức giàu gấp đôi. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái quá trình đó cho anh chị em. Đây là một quá trình, không phải là 5 giây, không phải là thần Chúa giáng xuống cái là xong. Không, đây là một quá trình đạt được sức giàu, hay đạt được sự gia tăng sự sức giàu, hay đạt được cái sự đổi ngày quyền năng, thì đó là một quá trình và gồm nhiều bước trên cái thuộc linh của mình. Giờ phải làm cho em đến cái đại hội nào đó, ôi ông ơi, ông đặt dần cái tay lên đầu tôi cái là tôi về tôi được sức giàu. Không phải vậy, không đơn giản như vậy anh chị, không đơn giản như vậy. Có thể thần của Chúa cảm động anh chị, thăm viếng anh chị, có thể thần của Chúa đụng chạm tấm lòng anh chị, nhưng mà để đạt được sự sức giàu hành động như chính tiên tri Eli thì là chuyện khác. Bây giờ mình bắt đầu xem ha, chúng ta hãy cùng nhau cũng xem trong Các Vua 2, đoạn 2 đó thôi. Và chúng ta xem Các Vua 2 đoạn 2 nha anh chị em. Chúng ta cứ mở đoạn 2 ra, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi một chút xíu để mình thấy được cái quá trình này nó như thế nào. Các Vua 2 đoạn 2, Các Vua 2 đoạn 2, khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise ở Gilgal đi ra. Eli nói với Elise rằng: ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Elise thưa với người rằng: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đồng xuống Bê-tên. Các môn đồ của tiên tri Eli, tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Elise rằng: anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp: phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với Elise rằng: ta xin ngươi hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho. Elise thưa rằng: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng: anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp rằng: phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với người rằng: ta xin ngươi hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đan. Elise thưa rằng: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa đối ngang Giô-đan. Còn Eli và Elise đứng tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình cuốn lại đập lên nước, nước bèn rẽ ra hai bên, hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi ngang qua rồi, Eli nói với Elise rằng: hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Eli sẽ thưa rằng: nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng: ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, kia có một cái xe lửa ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli được lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng:
Cha tôi ơi, cha tôi ơi, là Si và lính kỵ của Israel. Đoàn Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Amen. Đây là câu chuyện mà Elise đã theo Eli cho đến ngày chiếc áo tơ của Eli rớt xuống trên ông. Đó. Tức là ông theo Eli cho đến ngày sự sức dầu được gấp đôi trên ông. Bây giờ chúng ta hãy xem từng phần đoạn này nha anh chị, để chúng ta biết được cái quy trình, cái quá trình để chúng ta gia tăng sự sức. Anh chị em thấy không ạ? Nếu chúng ta để ý trong đoạn kinh thánh vừa rồi, chúng ta sẽ thấy Eli đi qua 4 địa điểm: Jericho, Gilgal, Bethel, Jericho và Jordan. 4 địa điểm trước khi phép lạ sức dầu xảy ra. Và trong 4 địa điểm này, Elise đều bị khuyên là ở lại đi, dừng lại đi. Anh em thấy không ạ? Luôn luôn có cái sự ngăn trở. Nhưng Elise chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng: không, thầy ở đâu còn ở đó. Anh em nhớ ha, Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Và bây giờ tôi nói 4 quá trình này, và anh chị em sẽ bắt đầu kiểm tra cái đời sống tâm linh mình, xem thử mình đang ở trong cái giai đoạn nào nha anh chị em. Bởi vì khi chúng ta đi qua thực sự 4 cái quá trình này thì chúng ta sẽ gia tăng sự sức dầu. Và anh chị em, Gilgal là gì? Nếu chúng ta đọc trong Giô-suê chương 4 câu 19, chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của Gilgal. Gilgal là nơi mà Giô-suê dẫn dân sự dừng lại ở đó. Tức là dân sự Israel sau khi tổ phụ của họ ngã chết nơi đồng vắng hết rồi, thì bây giờ Giô-suê dẫn dân sự dừng lại ở Gilgal trước khi tiến đánh xứ Hứa. Dừng lại và xem thử tại Gilgal điều gì xảy ra. Anh chị em đọc trong Giô-suê chương 4 từ câu 19 sẽ thấy. Ở đây tôi sẽ tóm tắt cho anh chị em thấy tại nơi Gilgal điều gì xảy ra. Tức là tại giai đoạn này trong đời lên anh chị, Gilgal là nơi mà toàn thể thế hệ trẻ của Israel phải cắt bì. Anh chị em thấy không ạ? Chịu cắt bì. Hình ảnh của sự cắt bì, đây chính là hình ảnh loại bỏ đời sống xác thịt. Loại bỏ đời sống xác thịt, cắt bì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cắt bì trong Chúa Giêsu Christ bởi Thánh Linh. Chúng ta cắt bì đây có nghĩa là đóng đinh xác thịt của mình mỗi ngày trên thập tự giá. Ôi những sự buồn giận cay đắng không tha thứ, những sự ô uế luôn tuồn, những lời nói bậy bạ, những hành vi gian dối, những cái lối sống xưa cũ, những khuôn mẫu thế gian, tất cả mọi sự phải được cắt bì. Nhiều người ước ao sự sức dầu nhưng không muốn cắt bì. Bởi vì sự bì đau không chứ? Đau chứ. Dân sự phải đau đớn 3 ngày. Giô-suê hồi đó không có thuốc mê đâu, cũng không có gọi là kéo dao lam như bây giờ đâu. Ông lấy đá lửa ông cắt. Anh em đọc xem đấy. Tôi đọc cái đoạn này tôi thấy khủng hoảng luôn. Ông lấy đá lửa ông cắt. Anh em đọc đây xem đấy. Ông lấy đá lửa ông cắt bì Israel 3 ngày nằm đau đớn. Cái điều đó là hình ảnh của chúng ta. Anh chị em à, chiến đấu với xác thịt đau đớn lắm. Chiến đấu với xác thịt là một cuộc chiến cam go lắm. Chiến đấu để mình đừng giận hờn người khác, chiến đấu để mình dễ dàng tha thứ người khác, chiến đấu để mình sống trong tình yêu thương người khác, chiến đấu để rồi lời nói của mình trong sạch, chiến đấu để rồi mình không còn gian dối, chiến đấu để rồi mình không còn làm những điều như thế gian này làm. Anh chị em à, đau đớn lắm. Chưa kể những tội lỗi yêu thích nữa. Anh chị em hiểu cái ý
yêu thích không ạ? Ôi Chúa ơi, có những bộ phim con yêu thích lắm. Tối đến con phải đắp chăn con xem phim kinh dị con mới ngủ được. Không có phim kinh dị là không thể ngủ được. Chúa ơi, làm gì làm chứ phải cho con coi phim kinh dị lúc 12 giờ đêm mới được. Tội lỗi yêu thích. Phan xem. Tội lỗi yêu thích. Ôi làm gì làm chứ phim hàng phim chữ là phải coi cái Chúa ơi. Không thể bỏ được. Làm gì làm chứ con cũng phải có những cái điều bậy bạ, những cái điều rầy rà mình yêu thích nó. Và đôi khi chị em ạ, cắt những cái sự đó ra làm sao ạ? Đau đớn lắm. Cảm thấy mình mất đi nửa cuộc đời. Các bao giờ anh chị em thấy cuộc đời tôi mất đi một nửa cuộc đời ý nghĩa không? Có, tôi tin Chúa tôi mất ý nghĩa nửa cuộc đời. Nhưng không đâu. Khi anh chị em mất nửa cuộc đời đó, Chúa sẽ ban cho anh chị em tràn đầy sự sống. Chúa nói ai giữ linh hồn mình sẽ mất. Nhưng ai vì cớ phúc âm mà mất linh hồn sự sống mình sẽ được lại sự sống đời đời. Cho nên tại kinh doanh là bước khởi đầu để nhận được sự sức giàu. Đó là cuộc chiến với xác thịt, cuộc chiến với con người cũ của mình, cuộc chiến với những khuôn mẫu thế gian này, cuộc chiến với tất cả những điều thế gian này, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời và đi sự đam mê của xác thịt. Đó anh chị em. Đầu tiên tại kinh doanh anh chị em đọc sẽ thấy điều gì nữa? Một điều hết sức thú vị mà liệu chúng ta có nhận ra không ạ? Đó là mana đã ngừng rồi. Anh chị em thấy không? Giô-sê chương 4 đã ngừng rồi. Anh chị em ơi, 40 năm dân Do Thái cứ sáng ra thì đi vác rổ đi lượm, vẫn cứ sống phè phỡn. Vẫn sống phè phỡn, giày không mòn, quần áo không cũ, không rách, dạ dày không đau, da dễ hồng hào. 40 năm rồi như vậy không làm gì mà vẫn no đủ. Nhưng mà tại nhân dân anh chân thấy không, mà na sao hả? Ngừng rồi. Anh chân ạ, muốn tiến đến sự sức giàu, chúng ta phải bắt đầu đào bới để tìm kiếm thức ăn thuộc linh cho mình. Anh em đã ở giai đoạn này chưa? Hay anh em phải cần người bên cạnh dạy giáo lý cho? Hay anh em phải cần mục sư nhắc rằng con ơi hôm nay phải đọc kinh thánh? Anh em phải cần ai đưa đó, ai đó đưa cho một khúc kinh thánh để sống qua ngày? Hay là anh em tự dở kinh thánh để nghiên cứu đào bới những thức ăn thuộc linh cho mình? Anh em ơi, nếu anh chị em muốn sự sức giàu thì hãy biết rằng mana trên đời sống anh chị em đã ngừng rơi. Và lúc này anh chị em phải bắt đầu tự đào ở đây để tìm kiếm thức ăn cho mình mỗi ngày. Vì kinh thánh là thức ăn cho linh hồn anh chị em. Lời Chúa là thức ăn cho linh hồn. Anh chị em không thể còn trông đợi mana từ trời nữa. Anh em cũng không thể trông đợi chỉ bài giảng của mục sư nữa. Anh em cũng không để trông đợi bài giảng của người trưởng nhóm nữa. Anh em không trông đợi bài giảng của người A, người B, người C, mua anh em nữa. Nếu anh em muốn sự sức giàu, hãy đào bới mana cho riêng mình. Amen chứ. Đó là điều mà con cái Chúa thiếu. Tin Chúa 30 năm rồi, nhưng mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự bú mớm của người khác nhiều lắm. Đọc kinh thánh con chẳng gì đâu mục sư, tin Chúa nhiều rồi, 15 năm rồi, thấy rời tay chân luôn, rụng ra luôn. Nhưng anh em ạ, Chúa muốn mình lớn lên, Chúa muốn mình được sức giàu, Chúa muốn mình biết rằng bây giờ mana đã ngừng rớt. Và anh em đào bới, anh em đào bới cho mình ở trong kinh thánh. Anh em có được khích lệ rằng kể từ ngày hôm nay tôi sẽ đào bới kinh thánh cho mình không ạ? Hãy làm điều đó mọi người. Và đem cái mana mà anh chị chia sẻ cho người, đến buổi nhóm tế bào để chia sẻ cho những người mới tin, không ạ? Chia sẻ cho những người mới tin Chúa hôm qua, họ đang cần mana từ trời rơi xuống. Nhưng mà rồi đến một ngày nào đó 40 năm mana
cũng ngừng rơi trên đời sống họ, và họ đến lượt phải đào bới để rồi cung cấp mana cho người mới. Nếu anh em muốn tăng trưởng trong sự sinh dọn, amen. Rồi khi anh chị em qua giai đoạn này, anh chị em sẽ đến bê tên. Tôi không hiểu rằng anh chị em mình đã qua khỏi vinh danh chưa. Qua khỏi vinh danh, ai đang còn ở vinh danh, phải không ạ? Ai đang còn ở vinh danh thì ngày hôm nay chuẩn bị để bước tới bê tên đi, amen. Nếu chúng ta muốn sự sức giàu thì đừng ở mãi. Nếu chúng ta muốn gia tăng sự sức giàu giống như Elise đã nhận được thì chúng ta phải bước đến bê tên. Bê tên là gì vậy anh chị? Nếu anh chị em cùng tôi ở trong Sáng Thế Ký chương 28 đó, từ câu 1 đến 19 đó, anh chị em sẽ hiểu bê tên là gì. Tôi tóm tắt ở đây thôi. Bê tên là nơi mà Jacob lần đầu tiên rời mái ấm gia đình của mình, có phải không? Jacob rời mái ấm gia đình của mình, trở thành một lữ khách đơn độc giữa núi đồi, một mình và một cây gậy. Ở đây Jacob đang cảm nhận cuộc sống của mình bắt đầu không còn những cái sự nuôi nắng nữa, không còn sự quan tâm nữa, không còn những cái sự nhắc nhở nữa, không còn những cái đồng đội nữa. Jacob bây giờ cảm thấy sao ạ? Lẻ loi và chỉ mình ông với Chúa. Anh chàng thấy không? Mình ông với Chúa. Ông đi đến bê tên và bắt đầu trời tối rồi. Ông lấy một hòn đá, ông nằm gọi đầu. Và trong giấc mơ ông nhìn thấy một cái thang bắt từ dưới đất lên. Trên đầu thang có thiên sứ đi lên đi xuống, có Đức Giê-hô-va ở đó phán với ông. Cho nên tôi nói bên trên, bê tên là nơi mà những khải tượng và giấc mơ bắt đầu xuất hiện trong đời sống anh chị. Bê tên là nơi mà anh chị bắt đầu được Đức Chúa Trời cảm động và đặt vào lòng những ước mơ thuộc linh, những khải tượng thuộc linh. Anh em bắt đầu cảm thấy thương xót dân tộc này, anh em bắt đầu cảm thấy thương xót gia đình mình, anh em bắt đầu cảm thấy thương xót thành phố của mình, và anh em nuôi dưỡng những ước mơ. Chúa ơi, con muốn Chúa cứu thành phố này. Có thể không ai hiểu anh chị em về điều này, và nhiều người bạn bè sẽ nói thằng này nó sống không thực tế chút nào, anh em cảm thấy đơn độc, không ai hiểu ngoại trừ Đức Chúa Trời. Khi anh em chia sẻ những khải tượng này, người ta nói ông sống sao mơ hồ quá, phải không ạ? Không ai hiểu. Nhưng mà đó chính là nơi bê tên, nơi Jacob đơn độc như một lữ khách giữa đời, giống như Phi-rơ nói trần gian là quán trọ. Thì nơi này, chính nơi bê tên, anh chị em bắt đầu cảm thấy đúng trần gian là quán trọ thiệt. Đó là bước thứ hai sự sinh dọc. Bước thứ hai này rất quan trọng anh chị em, là nơi mà Jacob tỉnh dậy nói ô, ở đây có Đức Chúa Trời mà tôi không biết. Và ông bắt đầu gặp Chúa. Ông gặp Chúa một cách cá nhân. Bê tên là nơi anh chị em gặp Chúa một cách cá nhân. Bê tên là nơi mà anh chị em cầu nguyện và thấy Chúa cảm động lòng mình, cảm thấy Chúa đặt vào lòng mình những khải tượng, những giấc mơ, cảm thấy Chúa bắt đầu sai phai tấm lòng của mình, cảm thấy Chúa cảm động và cuộc đời mình mang một ý nghĩa khác. Có thể anh chị em sinh ra trong trần gian này với một mục đích khác, nhưng khi anh chị em gặp Chúa một cách cá nhân, anh chị em bắt đầu sống cho mục đích của Đức Chúa Trời. Đó chính là nơi bê tên. Là nơi mà Jacob nói rằng: Chúa ơi, con sẽ đi, và nếu Đức Giê-hô-va ban phước cho mọi việc tay của con dư dật thì con trở về, con chỉ dâng 1/10 cho Chúa. Anh em thấy không ạ? Anh em đọc câu chuyện Sáng Thế Ký 28 sẽ thấy từng chi tiết như tôi nói. Điều đó có nghĩa gì đây? Điều đó có nghĩa là bê tên là nơi anh em học sống phụ thuộc vào Chúa hoàn toàn, không còn nhận định gì khác hết á. Anh em phải nói với Chúa: Chúa ơi, ban phước cho con người con, để con thấy quyền năng của Ngài trên đời tài chánh của con thấy được sự thịnh vượng và bàn tay của Chúa trên mọi lĩnh vực, trên gia đình, trên công việc, trên của con, và con sống bằng giao ước của con với Chúa. Bê tên là nơi anh chị em trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời.
trên đời sống cá nhân. Nếu mà Chúa bắt đầu hành động để gieo đức tin vào lòng anh chị em, để anh chị em biết rằng những khải tượng và giấc mơ của anh chị em là hoàn toàn có thể trở thành sự thật, chứ không phải. Amen chứ. Anh chị em biết mình ở đâu trong lưng trình của đời sống. Anh chị em đang ở Gingen hay đã ở BT? Anh chị em có khải tượng nào không? Anh chị em có cảm thấy mình nóng nảy cho công việc của chưa? Anh chị em có cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đến trong giấc mơ của mình chưa? Anh chị em có cảm thấy rằng mình như một lữ khách trần gian, chỉ mình với Chúa chưa? Không ai hiểu mình ngoại trừ Chúa hiểu mình chưa? Anh chị em có giao ước với Chúa chưa? Anh chị em đã hứa nguyện với Ngài chưa? Lạy Chúa, hãy ban phước cho con sống trong giao ước của Ngài. Anh chị em bắt đầu trung tín trong một phần mười với Ngài Ngài chánh chưa? Anh chị em có những lời hứa nguyện nào anh chị em thực hiện dù phải chết cũng thực hiện chưa? Đó là bê tê, nơi đó sự sức giàu gia tăng, nơi đó Chúa bắt đầu tin cậy anh chị em, nơi đó Chúa bắt đầu dẫn dắt anh chị em. Điều này diệu kỳ lắm anh chị em ơi, rất diệu kỳ. Cho nên tôi ước ao hội thánh của Chúa bước từ Vinh Ganh qua bê tê, để rồi mỗi một chúng ta có những điều trải nghiệm siêu, trải nghiệm cá nhân với Chúa. Đó, chưa hết đâu chị. Khi rời bê tên rồi thì Elise đi đâu? Jericho. Nhắc đến Jericho thì anh chị em phải nhắc đến Giô-sê. Giô-sê đoạn, bắt đầu từ đoạn 1 và nhất là đoạn 1 câu 18. Nhắc đến Giô-sê, nhắc đến Giê-rê-cô là chúng ta nghĩ ngay đến trận chiến đầu tiên, phải không ạ? Cho nên Giê-rê-cô là nơi sao ạ? Chiến trường, là nơi mà bắt đầu Chúa dạy anh chị em chiến trận. Sau khi anh chị em trải nghiệm bê tên rồi thì bắt đầu Chúa xông anh chị em vào một vài cái nhiệm vụ nào đó và bảo anh chị em chiến đấu. Anh chị em chiến đấu và anh chị em sẽ thấy phép lạ ở đó. Cho nên tôi có thể nói Jericho là nơi chiến trường và bạn phải chiến đấu. Jericho là nơi mà anh chị em bắt đầu học tập để bày tỏ thẩm quyền mình có trong Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Jericho là nơi mà Giô-sê bảo mặt trời phải ngừng, mặt trăng phải ngừng và trái đất phải ngừng để ta chiến sanh trận chiến này, là nơi có thẩm quyền. Jericho là nơi mà Giô-sê chỉ vào cái thành Jericho này và nói: ai mà dựng lại cái cửa của nó thì con trưởng nam chết, và dựng lại nền của nó thì con út nó chết. Và điều đó đã được ứng nghiệm, rõ ràng được ứng nghiệm ở trong Các Vua nhất chương 16 câu 34. Cho nên Jericho đó là nơi anh chị em bắt thấy lời nói anh chị em có thẩm quyền. Anh chị em bắt đầu thấy ở trong chức vụ, trong công việc mình có một điều gì đó siêu nhiên xảy ra ngoài mong đợi. Anh chị em bắt đầu cảm nhận có một cuộc chiến và mình không còn là một tín đồ nữa, mà mình trở thành một chiến sĩ. Một chiến sĩ, mình trở thành một chiến binh của Chúa Giê-xu Christ. Một con người mặc lấy giáp, mặc lấy mão trụ, mặc lấy thắt lưng, mặc lấy, cầm lấy gươm, cầm lấy giày và bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu cho anh em mình, chiến đấu cho hội thánh, chiến đấu cho những người có nhu cầu. Và anh em bắt đầu trải nghiệm những chiến thắng. Lời nói anh em bắt đầu có thẩm quyền để nhân danh Chúa Giê-xu ma quỷ lộ diện và nó phải la hét lên. Em thấy điều đó, đây là bước thứ ba và sự sức giàu anh chị em bắt đầu gia tăng. Anh em thấy nó gia tăng, gia tăng một cách chóng mặt luôn. Anh em trải nghiệm hết phép lạ này đến phép lạ khác ở tại Jericho. Anh em nhớ rằng Jericho là nơi trận chiến đầu tiên, bởi một phép lạ đi vòng quanh 7 ngày đánh sập một cái thành kiên cố nhất trong cái xứ đó, kiên cố nhất. Trận chiến rất oai hùng, một trận chiến ghi vào lịch sử, một trận chiến mà kẻ thù khi nghe đến nói là Jericho sập rồi là mà run sợ.
nên tôi có thể nói Jericho là nơi chiến trường và bạn trở thành chiến sĩ. Anh chị em không còn là một tín đồ đi dự nhóm nữa. Anh chị em không còn là một tín đồ gọi là ngồi ghế nhà thờ nữa. Nhưng em đã là một chiến sĩ chiến đấu vì linh hồn người khác, giải phóng người khác, chiến đấu người khác, giúp đỡ được trở nên trọn vẹn trong danh của Chúa. Anh em, anh em hãy nhớ bước thứ ba cực để gia tăng sự sức giàu, hãy mạnh dạn. Nhưng đừng đốt cháy giai đoạn nha anh chị em. Đừng đốt cháy giai đoạn. Mới đang ở Vinh Ganh mà đòi nhảy lên Jericho là hơi căng. Hơi căng. Và nhiều điều chúng ta bắt đỏ. Nhiều người không hiểu điều này. Chưa hết tham gia đi biểu quỷ và nó phá banh xác hết. Không còn một cái gì. Gia đình tan nát, con cái bệnh tật, vợ con, chồng con đâm nát. Hãy chú ý điều này. Không dễ đâu. Cho nên đừng chết vì thiếu sự hiểu biết. Chúng ta có những giai đoạn phải làm. Chúng ta không được nhảy cấp. Chúng ta không được học tiểu học mà lên đại học luôn. Không. Phải trung học, phải cấp 3, phải đi. Chúng ta phải bắt đầu từ Vinh Ganh và hãy trải nghiệm tại BT, rồi bắt đầu xông vào chiến trường tại Jericho. Và cuối cùng sao anh chị em? Đến đâu nè? Jordan. Jordan. Jordan là nơi anh chị em không những là một người được sức giàu, mà anh chị em là một người kế thừa của cha thuộc linh của mình. Còn đơn giản là một người sức giàu. Tại Jordan, Elise gọi là gì anh chị em? Cha ơi, cha của tôi ơi, người mà lính kỳ của Israel ơi. Lúc đó ông đổi, ông không còn gọi Eli là thầy nữa, mà ông gọi Eli là cha. Cha con nó có nghĩa là gì anh chị em? Chuyển giao. Đó là một bước chuyển giao. Đó là một bước mà hoàn toàn sự sức giàu chuyển giao cho anh em, để anh em tiếp tục có thể chuyển giao cho người khác. Jordan là nơi mà sông đó được rẽ ra ba lần. Giô-sê rẽ một lần, Ê-li rẽ một lần, Ê-li-sê rẽ một lần. Phép là rẽ nước. Giô-đanh là nước. Chiếc áo tròn của Ê-li rớt xuống trên Ê-li. Chiếc áo tròn là đại diện cho dàn dàn bế ngoài sở sức giàu. Rớt hoàn toàn, rớt hoàn toàn từ trên người Ê-li xuống Ê-li. Cho nên khi anh em đã hoàn thành một cuộc chiến tại Jericho, anh em đã chiến đấu cho hội thánh, chiến đấu cho những linh hồn, chiến đấu cho những trong chức vụ của mình. Và đến lúc Chúa dùng anh chị em để chuyển giao, đến lúc Chúa dùng anh chị em để có thể chuyển cho người khác, truyền lửa cho người khác, sức dầu cho người khác, anh chị em trở thành cha thuộc linh của người khác, anh chị em trở thành một con người kế thừa cha thuộc linh của mình và giống ý như họ. Xin nhớ rằng Eli làm 16 phép lạ và Elise làm bao nhiêu anh chị em? 32 phép lạ. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em ha, có 4 bước chúng ta phải trải qua và bước cuối cùng là Jordan. Tại Jordan điều gì đặc biệt nữa anh chị em? Mắt thuộc linh của Elise mở ra. Tại Jordan, Elise nhìn thấy trong linh. Tại Jordan, Elise nhìn thấy ngọn lửa xe lửa. Lúc Elise không phải là người thường nữa. Lúc này Elise là một con người thuộc linh hoàn toàn. Ông có khả năng để nhìn thấy trong linh. Ông có khả năng để nghe thấy trong linh. Anh em nhớ câu chuyện là ông vua Syria, ông bố trí quân ở chỗ này, quân ở chỗ kia không? Nhớ câu chuyện đó không nhé? Ô, ta phải đem quân đưa đi chỗ này chỗ kia. Ông ấy lấy ông ở bên nước ông, ông bà ông vua Israel tới chỗ đó là đông quân ở đó. Ông kia bảo không sao, có phản gián, nhưng mà có đâu phải phản gián. Elise nghe được trong linh, Elise thấy được trong linh. Đây là bước cuối cùng, đây là bước mà đời sống tâm linh của anh chị em
trỗi dậy rất là đẹp đẽ, mạnh mẽ và một con người thuộc linh hoàn toàn. Cho nên tôi nhắc lại có bốn bước anh chị em ha. Gân ganh là nơi anh chị em phải chịu cắt bì, là nơi mà anh chị em phải tự kiếm mana để nuôi mình trong lời của Chúa. Bê tên là nơi mà anh chị em có thể cảm thấy như một lữ khách trên trần gian này, nơi mà anh em phải trải nghiệm Chúa một cá nhân, ví dụ những khải tượng và giấc mơ. Bê tên là nơi anh chị em sống phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống mình, và anh em có giao ước với Chúa. Jericho là nơi anh em không còn là một tín đồ thôi, mà anh em trở thành một chiến sĩ ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Anh em sống chiến đấu cho mình và cho người khác, chiến đấu cho hội thánh và những linh hồn. Anh em sẽ chiến thắng và trải nghiệm thẩm quyền. Anh em bắt đầu thấy lời mình có thẩm quyền, anh em thấy đời sống mình có thẩm quyền, và anh em chiến thắng ở trận này đến trận khác. Và cuối khi anh chị em đã vượt qua cấp, Chúa sẽ đưa anh chị em đến Giô-đan, là nơi mắt thuộc linh anh chị em mở ra, tai thuộc linh anh chị em mở ra, anh chị em nghe và thấy trong linh, anh chị em biết mọi sự xảy ra xung quanh mình, anh chị em biết những điều gì xảy ra, anh chị em nhìn thấy những cái ý muốn của Đức Chúa Trời, và anh chị em trở thành một người cha thuộc linh để chuyển giao cho nhiều người, cho thế hệ tiếp theo, cho những người đi theo anh chị em, để rồi họ tiếp tục cái chức vụ thậm chí còn lớn hơn anh chị em nữa. Amen. Đó là nội dung mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị em buổi sáng. Anh chị em có được gây dựng không ạ? Anh chị em hãy ước ao điều đó nghe. Tôi cũng ước ao. Tôi ước ao rằng Chúa ơi, con muốn gia tăng sự sức dậu. Cả cuộc đời này, khi con còn sống được 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa, và điều duy nhất con cầu xin Ngài, Chúa ơi, gia tăng sự sức dậu. Hết. Không xin điều gì khác, mọi điều đó thôi. Để Chúa ơi, Ngài có thể hoàn thành kế hoạch của Ngài qua đời sống của con. Amen chị em. Tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em, những người đang nuôi dưỡng một ước mơ rằng mình được Chúa sử dụng, hãy ước ao sự sức dậu. Hãy bắt đầu đi từ ginh ganh. Hãy đi từ ginh ganh. Và điểm cuối cùng của anh chị em là Giô-đan. Amen. Anh chị em đi từng bước, Chúa sẽ dẫn mình đi, Chúa sẽ dạy dỗ mình, Chúa sẽ nâng đỡ mình, Chúa sẽ khích lệ mình trong từng giai đoạn. Và chúng ta sẽ lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Amen chị em. Chúng ta hãy sẵn sàng cầu nguyện cha. Chúng ta cầu nguyện cho sứ điệp ngày hôm nay nha. Chúng ta cầu nguyện để rồi anh chị em, tôi mời tất cả hội thánh chúng đồng đứng. Chúng ta cầu nguyện để rồi anh chị em sẽ bắt đầu bước từng bước trong linh trình của mình. Tôi mời anh chị em dành một phút. Lôi con đang ở đâu? Con đang ở Bê-tê, con đang ở Jericho, hay con đang ở Ginh Ganh, hay con đã ở Giô-đan? Lạy Chúa tỏ cho con biết, con ước ao được sự sức dầu gấp bội. Con ước ao rằng sự sức dầu trong chức vụ của con gấp đôi. Hỡi những anh chị em đang theo dõi hội thánh của Chúa, con hãy cầu nguyện cùng với chúng tôi giờ này. Anh chị em đã có đức tin, và Chúa không muốn anh chị em đứng yên tại đức tin của mình, nhưng Chúa muốn anh chị em lớn lên. Chúa muốn sự sức dầu của anh chị em phải gia tăng. Chúa muốn chức vụ anh chị em gia tăng. Chúa muốn tầm cỡ chức vụ anh chị em gia tăng, bởi sự sức dầu và quyền năng của Thánh Linh. Anh em đang ở đâu thì Chúa biết anh chị em. Hãy đứng dậy cùng với chúng tôi và cầu nguyện giờ này. Anh chị em hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn sự sức dậu, con muốn sự sức dậu. Cả hội chúng hãy cầu nguyện: con muốn sự sức dậu trong danh Chúa Giêsu. Cả hội chúng hãy cầu nguyện.